Chào tất cả các em, hôm nay cô trò chúng ta lại gặp nhau trong chương trình dạy học trực tuyến của trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ trong bộ môn Giáo dục Quốc phòng An ninh 10. Hôm trước các em đã học xong bài 6 cấp cứu ban đầu các tai nạn thông thường và băng bó vết thương. Cô sẽ hệ thống một số kiến thức thông qua kiểm tra bài cũ. Các em hãy trả lời cho cô các câu hỏi sau đây. Câu 1, hãy phân biệt triệu chứng bong gân và sai khớp qua cái bảng. Cô sẽ gợi ý trả lời câu hỏi như sau. Đối với triệu chứng bong gân và sai khớp vận động, khó khăn hay là mất hoàn toàn? Khớp thì là lỏng lẻo hay là biến dạng? Và chiều dài chi đã bình thường hay là biến dạng? Ta phân biệt được triệu chứng bong gân và sai khớp để khi gặp các cái tình huống chúng ta có cách xử trí phù hợp. Câu 2. Hãy nêu cách cấp cứu ban đầu và đề phòng chết đuối. Ở câu này, chúng ta phải đi giải quyết hai cái nhiệm vụ, đó là cách cấp cứu ban đầu và đề phòng chết đuối. Cô sẽ gợi ý như sau. Cách cấp cứu ban đầu. Thứ nhất là chúng ta phải vớt nạn nhân bằng các phương tiện như là phao, xào, gậy. Nếu chúng ta biết bơi thì chúng ta lừa chiều phía sau để nắm tóc hoặc gáy của nạn nhân kéo vào bờ. Ở đây cô cũng lưu ý với chúng ta rằng nếu các em không biết bơi thì các em không nên xuống nước để cứu nạn nhân. Thứ hai là khi vớt nạn nhân lên bờ rồi thì chúng ta phải nhanh chóng dốc nước ra khỏi dạ dày, móc đờm bùn đất ra khỏi miệng nạn nhân, thực hiện các biện pháp hô hấp nhân tạo. Nếu bệnh nhân tự thở được thì chúng ta nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Cách đề phòng. Để giảm thiểu những cái tai nạn thương tâm cho đuối nước gây ra, chúng ta phải thực hiện các cái biện pháp sau đây. Thứ nhất, đó là chấp hành nghiêm các quy định về giao thông đường thủy và những quy định khi làm việc tập luyện dưới nước. Thứ hai, phải tập bơi. Nhất là những người thường xuyên lao động, sinh hoạt ở những môi trường nước như là sông hồ, ao biển. Và thứ ba, đó là quản lý tốt trẻ em, không để trẻ em chơi gần các cái vị trí nguy hiểm như là ao hồ, vân vân. Sau đây chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của buổi học ngày hôm nay. Mở đầu bài học, cô mời các em xem một đoạn video sau đây. Sáng 10 tháng 7, tại khu vực cầu vượt đường Nguyễn Đình Chiểu gần danh thắng Hoàng Trùng, Nha Trang, Khánh Hòa, có một cô gái có biểu hiện ngáo đá, phê ma túy, đang leo lên cây la hét, trong khi phía dưới là bờ vực. Lực lượng chức năng đã phải mất gần 1 giờ để giải cứu. Tại hiện trường, cô gái leo ra phía đọt ngọn cây, phía dưới là hai tảng đá lớn khoảng 5 mét. Hai tảng đá này trượt dài xuống bờ vực phía dưới khoảng 30 mét, do đó việc giải cứu rất khó khăn. Qua đoạn video, các em nghe đến cụm từ ngáo đá, ma túy. Vậy ma túy là gì mà cô gái có thể liều lĩnh đến như vậy? Cô mời các em đi tìm hiểu bài 7, tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy. Mục đích của bài nhằm giúp các em hiểu được tác hại của ma túy, con đường, cách thức và nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy, dấu hiệu nhận biết. Biết cách phòng chống ma túy cho bản thân và cộng đồng. Có ý thức cảnh giác để tự phòng tránh ma túy, không sử dụng, tham gia vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Phát hiện và tố giác những người sử dụng, buôn bán ma túy, cũng như biết đồng cảm, chia sẻ với những người nghiện. Nội dung bài học gồm 3 phần. Thứ nhất là hiểu biết cơ bản về ma túy. Thứ hai, tác hại của tệ nạn ma túy. Thứ ba, nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy, trách nhiệm của học sinh trong phòng chống ma túy. Cô và trò chúng ta sẽ đi tìm hiểu tiết 1 của bài. Hiểu biết cơ bản về ma túy. Một nhỏ, khái niệm chất ma túy. Để rõ hơn khái niệm chất ma túy thì chúng ta phải đi tìm hiểu ma túy là gì. Có rất là nhiều quan điểm khác nhau về ma túy. Cô đi giới thiệu chúng ta quan điểm theo từ điển tiếng Việt. Ma túy có khái niệm như sau. Là tên gọi chung cho tất cả các chất có tác dụng gây trạng thái ngây ngất, đờ đẫn, dùng quen sẽ thành nghiện. Và cô mời các em đi
Theo dõi một số khái niệm của các tổ chức. Dựa vào các quy định nêu trên thì luật phòng chống ma túy nước ta đã đưa ra khái niệm chất ma túy như sau. Chất ma túy là chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong các danh mục do chính phủ ban hành. Vậy chất gây nghiện là gì? Chất hướng thần là gì? Và dựa vào sách giáo khoa các em hãy trả lời cho cô câu hỏi này. Cảm ơn các em. Chất gây nghiện đó là chất kích thích, ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng. Chất hướng thần là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẫn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng. Cô và các em vừa đi tìm hiểu xong khái niệm chất ma túy, chúng ta sang hai nhỏ phân loại chất ma túy. Có rất là nhiều cách phân loại chất ma túy khác nhau. Cô đi giới thiệu chúng ta bốn cách phân loại cơ bản sau đây. Thứ nhất, đó là phân loại dựa theo nguồn gốc sản xuất ra chất ma túy. Thứ hai là phân loại dựa theo đặc điểm cấu trúc khoa học. Thứ ba đó là phân loại dựa vào mức độ gây nghiện và khả năng làm dùng. Và thứ tư đó là phân loại dựa vào tác dụng của nó đối với tâm sinh lý người sử dụng. Ta để đi tìm hiểu cụ thể hơn về các cách phân loại này. Phân loại dựa theo nguồn gốc sản xuất ra chất ma túy. Trong cách phân loại này, người ta phân ra thành 3 nhóm chất ma túy. Thứ nhất đó là chất ma túy có nguồn gốc từ tự nhiên. Có nghĩa là chất ma túy có sẵn trong tự nhiên là những alkaloid của một số loại thực vật như là thuốc phiện, cây coca, cây cần sa. Và điển hình của các nhóm chất này đó là nhựa thuốc phiện, thảo mộc cần sa và tinh dầu cần sa. Người ta nghiên cứu rằng trong các nhóm chất có nguồn gốc từ tự nhiên này có từ 10 đến 20% độc tính gây nghiện. Thứ hai là chất ma túy bán tổng hợp. Là chất ma túy mà một phần nguyên liệu dùng để sản xuất ra chúng được lấy từ tự nhiên. Từ những nguyên liệu này, người ta cho phản ứng với các chất hóa học để tổng hợp ra chất ma túy mới có độc tính cao hơn, có tác dụng tâm lý mạnh mẽ hơn so với chất ban đầu. Ví dụ là muốn chế tạo ra heroin, người ta lấy morphine là chất ma túy có nguồn gốc từ tự nhiên, cho tác dụng với anhydric acetic là hóa chất được điều chế trong phòng thí nghiệm sẽ tạo thành heroin. Và người ta nghiên cứu là chất ma túy bán tổng hợp có mức độ độc tính là 30 đến 40%. Ta sang nhóm chất thứ ba, đó là chất ma túy tổng hợp. Là các chất ma túy mà nguyên liệu dùng để điều chế ra các sản phẩm được tổng hợp hoàn toàn trong phòng thí nghiệm như là amphetamine hay còn gọi là ma túy đá. Và người ta nghiên cứu rằng mức độ độc tính gây nghiện của chất ma túy tổng hợp từ 70 đến 80%. Và các em xem một số hình ảnh về ma túy có nguồn gốc từ tự nhiên. Ma túy có nguồn gốc bán tổng hợp và ma túy có nguồn gốc là tổng hợp. Chúng ta tóm tắt cái phân loại thứ nhất theo bảng sau. Để hiểu rõ hơn về ma túy bán tổng hợp mà đại diện cô dùng ở đây là heroin và ma túy tổng hợp mà đại diện cô dùng ở đây là thuốc lắc và ma túy đá, các em sẽ đi theo dõi cái bảng phân biệt sau đây. Điểm khác nhau giữa nghiện heroin và nghiện ma túy tổng hợp. Đối với nghiện heroin thì đối tượng mua và sử dụng một mình, thuê một mình và thường tìm những chỗ kín đáo để sử dụng. Còn đối với nghiện ma túy tổng hợp thì thường tạo thành một nhóm gồm 7 đến 8 người mua và sử dụng ma túy đến những nơi như vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke để nhảy nhót xả ma túy.
Lúc này các đối tượng sống ảo giác, bay, hò hét và quan hệ tình dục tập thể. Rất hiếm khi các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp một mình. Thứ hai, nghiện heroin sẽ xuất hiện hội chứng cai khi thiếu thuốc, đó là vật vã. Còn đối với ma túy tổng hợp thì không hề có các biểu hiện vật vã, mà sẽ thay đổi về trạng thái tâm thần. Ban đầu ít ngủ, nhu cầu quan hệ tình dục cao, ảo giác. Người nghiện buộc phải tiếp tục sử dụng chất kích thích với liều lượng ngày một tăng, nếu không sẽ bị trầm cảm, buồn bã và sợ hãi. Và để hiểu rõ hơn về tác hại của ma túy tổng hợp, cô mời các em đi xem một số đoạn video. Ngày nay, các loại ma túy tổng hợp được dùng phổ biến là thuốc lắc, ma túy đá, cỏ Mỹ. Ma túy tổng hợp là các loại chất ma túy được điều chế bằng phương pháp tổng hợp hóa học toàn phần từ các hóa chất được gọi là tiền chất. Điển hình nhất là các chất amphetamine, ví dụ methadone, dolophin, dolagan, fetidine. Chúng có tác dụng kích thích mạnh lên hệ thần kinh trung ương. Sử dụng lâu ngày, người dùng thay đổi hành vi tâm tính, bồn chồn, hiếu động, cảm giác khó chịu, hung bạo. Các ảo giác hoang tưởng thường gặp là hoang tưởng liên hệ bị truy hại nên có thể dẫn đến hành vi giết người. Ảo thanh là thường xuyên xuất hiện trong đầu người nghiện với các câu hỏi kích động như hãy đánh, giết người đối diện đi, đó là quái vật. Ảo thị là tưởng tượng ra những hình ảnh khác trên cơ sở những hình ảnh có thật hoặc tưởng tượng ra những hình ảnh không có thật. Đó chính là lý do vì sao gần đây thường xuyên có những vụ việc người nghiện ma túy đá tự cứa tay chân để tự sát hoặc sát hại những người thân trong gia đình. Rằng ma túy đá thì nó sẽ gây lên cái lệ. Chúng ta đi sang cách phân loại thứ hai, đó là phân loại dựa vào đặc điểm cấu trúc hóa học của chất ma túy. Đây là cách phân loại ít được sử dụng trong đời sống xã hội nhưng lại được các nhà khoa học quan tâm để chuyển hóa các chất này sang chất khác, và đặc biệt là nghiên cứu ra các cái thuốc để cai nghiện. Chúng ta sang cách phân loại thứ ba, phân loại dựa theo mức độ gây nghiện và khả năng làm dục. Ở cách phân loại này, người ta phân ra thành hai nhóm cơ bản. Thứ nhất là nhóm chất ma túy có hiệu lực cao, là chất ma túy có độc tính cao hoặc tính sinh học mạnh, gây nhiều nguy hiểm cho người sử dụng, như là heroin, methamphetamine, vân vân. Nhóm chất ma túy có hiệu lực thấp là những chất có độc tính thấp hơn, mức độ hoặc tính sinh học của nó thấp. Và chúng ta sang cách phân loại thứ tư, đó là phân loại chất ma túy dựa vào tác dụng của nó đối với tâm sinh lý người sử dụng. Ở đây người ta cũng chia ra thành ba nhóm. Thứ nhất là nhóm chất ma túy an thần. Thứ hai là nhóm chất ma túy gây kích thích. Và nhóm thứ ba là nhóm ma túy gây ảo giác. Vừa rồi cô và trò chúng ta đã đi tìm hiểu xong phần 1 và phần 2 của bài. Chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu phần 3, các chất ma túy thường gặp. À, nhóm chất ma túy an thần. Nhóm chất ma túy an thần này người ta chia thành là thuốc phiện. Thuốc phiện thì có thuốc phiện sống hay còn gọi là thuốc phiện tươi. Thuốc phiện tươi này là lấy từ vỏ quả thuốc phiện và chưa được điều chế. Và thuốc phiện chín hay còn gọi là thuốc phiện khô, sái thuốc phiện và thuốc phiện y tế. Hậu quả của việc sử dụng thuốc phiện là tạo ra cảm giác êm dịu, đê mê, kéo dài từ 3 đến 6 giờ đồng hồ. Khi đã nghiện thuốc phiện thì người nghiện sẽ suy sụp về sức khỏe và có thể gây chết do suy tim mạch, kiệt sức. Thứ hai đó là morphine. Morphine là một alkaloid chính của nhựa thuốc phiện. Trong điều kiện bình thường thì morphine kết tinh giảm bột tinh thể màu trắng. Và người nghiện sử dụng morphine nhiều lần thì morphine sẽ tích lũy ở các cái tế bào sừng và sử dụng quá liều sẽ dẫn tới ngộ độc. Thứ ba đó là heroin. Heroin là một chất tồn tại ở dạng tinh thể màu trắng. Nếu có lần tạp chất thì có các màu khác nhau. Heroin có tác dụng giảm đau mạnh nhưng độc hơn và nguy hiểm hơn morphine rất là nhiều.
Heroin là những chất ma túy nguy hiểm. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem một số hình ảnh về nhóm chất ma túy an thần. Ở đây chúng ta thấy 10 kg thuốc phiện thì sẽ điều chế ra được 1 kg morphine. Và 1 kg morphine này mới điều chế được 0,7 đến 0,8 kg heroin. Và dân gian có câu là thuốc phiện là nàng tiên nâu, còn heroin là cái chết trắng. Đó là những cái ma đưa lối, quỷ đưa đường đối với người nghiện. Chúng ta đi sang B nhỏ, nhóm chất ma túy gây kích thích. Các chất kích thích này sẽ kích thích lên hệ thần kinh trung ương, còn gọi là dopamine. Đây là những chất độc tính mạnh thuộc bảng A và rất nguy hiểm, khả năng gây nghiện cao. Và hình ảnh đây là một ông trùm doping, Victor Hunter. Ông chuyên điều chế ra các cái chất doping cho những vận động viên thể thao muốn đạt thành tích cao mà sử dụng các chất gây cấm. Trong thể thao thì nếu sử dụng doping, khi phát hiện sẽ bỏ hết các cái kết quả, cái thành tích mà đạt được. Chúng ta sang nhóm thứ 3, đó là nhóm chất ma túy gây ảo giác. Đại diện của nhóm chất ma túy gây ảo giác đó là cần sa và các sản phẩm của nó. Cần sa hay còn gọi là các tên khác như là cây đại ma, cây lanh mèo, cây bồ đà. Và sản phẩm của cây cần sa là thảo mộc cần sa, nhựa cần sa và tinh dầu cần sa. Hiện nay cần sa là một trong những chất ma túy được sử dụng phổ biến. Tác dụng nguy hiểm nhất của cần sa là gây ảo giác, làm cho con người có nhận thức và hành động sai lệch. Họ ảo tưởng sức mạnh của mình, họ nghĩ họ là anh hùng. Đó. Em lưu ý. Và gây nguy hiểm cho người sử dụng cũng như là người xung quanh. Và đại diện của các chất ma túy gây ảo giác đó là ma túy đá. Các em xem cái hình ảnh về ảnh hưởng của ma túy đá đến với não như thế nào. Hình ảnh nêu trên đó là gì? Các em hãy trả lời cho cô. À, đây là bình hút si sa. Thế có rất là nhiều người nói rằng hút si sa không ảnh hưởng gì. Và để trả lời cho câu hỏi đó, cô mời các em xem một đoạn video. Không sử dụng lại nó. Dù bạn hút là si sa trá hình hay là si sa nguyên bản thì nó đều gây nghiện và đều tác động đến hệ thần kinh trung ương. Nếu chẳng hạn như trong si sa đấy mà trộn đến cần sa, trộn thêm cần sa, thì các bạn sẽ xuất hiện những cái hoang tưởng anh hùng và nghĩ rằng mình có khả năng làm được rất nhiều việc. Và tất cả cái cần sa này thì đều dẫn đến như là giống như bóng cười, đó là cái trầm cảm. Mà cái trầm cảm thì phải điều trị rất là lâu dài. Với những cái học viên mà sử dụng đa chất như là chúng sử dụng vừa cần sa vừa si sa trộn thêm các loại ma túy khác thì chúng tôi có thể thời gian phục hồi có thể kéo dài đến hàng năm, phí rất nhiều năm. Si sa thì cơ bản toàn là nicotine. Nicotine thì nó có nhiều trong thuốc lá thì các bạn biết. Nếu hút một cách bình thường thì cơ thể bạn vẫn tích lũy, nhưng dù bạn hút ít hay hút nhiều thì về lâu dài cơ thể bạn vẫn tích lũy cái nicotine. Và cái nicotine đấy thì nó gây ra cái hậu quả là gây ung thư, có thể là ung thư phổi hoặc ung thư vòm họng do bạn hút vào. Người ta đã tính rằng là một cái bình si sa đấy thì sẽ dành cho khoảng hơn chục người hút. Và mỗi lần sẽ hút thì sẽ hút vào từ khoảng 50 cho đến 100 cái hơi đấy. Và nó sẽ gây hậu quả là, cái hậu quả mà gây ung thư là gấp 70 lần so với việc bạn hút thuốc lá. Và nữ sinh lớp 11 của một trường trung học ở Hà Nội này là một ví dụ điển hình. Nạn nhân được nhập viện tâm thần trung ương 1 trong tình trạng có nhiều biểu hiện rối loạn tâm lý, thường xuyên rơi vào trạng thái lơ mơ, bỏ ăn, tinh thần bất ổn, cáu kỉnh, đập phá đồ đạc. Theo gia đình trình bày thì nữ sinh này vài tháng gần đây xin phép đi học nhóm ở nhà bạn, rồi được bạn bè rủ rê hít bóng cười và si sa thường xuyên vào những ngày cuối tuần.
Việc hút xì xa có tác hại đối với sức khỏe người sử dụng về lâu dài là điều chắc chắn. Vậy các bậc cha mẹ cũng như nhà trường cần làm gì để bảo vệ con em mình trước vấn nạn này? Và về lâu dài... Đoạn video vừa rồi đã trả lời cho các em câu hỏi hút xì xa có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không? Và ma túy nó có nhiều cái tên gọi trá hình như là cỏ, kẹo, ke và đặc biệt là bóng cười, xì xa, vân vân. Để các em hiểu rõ hơn về những cái ma túy trá hình, chúng ta chuyển sang phần củng cố bài học. Các em hãy trả lời cho cô các câu hỏi sau đây. Câu 1, hình ảnh bên là ma túy có nguồn gốc từ chất ma túy tự nhiên, chất ma túy bán tổng hợp và chất ma túy tổng hợp. Đáp án ở đây là A, chất ma túy tự nhiên. Câu 2, heroin là loại ma túy thuộc nhóm ở đây các em là đáp án B, chất ma túy an thần. Câu hỏi 3, có mấy cách phân loại chất ma túy? Cô trò chúng ta đi liệt kê lại các cái cách phân loại chất ma túy cơ bản. Thứ nhất là phân loại dựa theo nguồn gốc sản xuất ra chất ma túy. Thứ hai là phân loại dựa theo đặc điểm cấu trúc khoa học của chất ma túy. Thứ ba là phân loại dựa theo mức độ gây nghiện và khả năng làm dùng. Và thứ tư là phân loại chất ma túy dựa vào tác dụng của nó đối với tâm sinh lý người sử dụng. Đáp án ở đây là C, 4 cách phân loại. Vừa rồi cô và trò chúng ta đã đi tìm hiểu xong tiết 1 của bài 7. Các em tiếp tục trả lời cho cô các câu hỏi trong sách giáo khoa trang 103 và tìm hiểu trước cho cô phần tác hại của ma túy để hôm sau chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu bài 7. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học. Chúc các em học tốt.